Thưa quý khán giả, gần phân nửa trung tâm đăng kiểm tại Thành phố Hồ Chí Minh ngưng hoạt động, dẫn tới quá tải đăng kiểm xe trầm trọng ở tất cả các trạm còn lại. Nhiều người dân, hiệp hội vận tải đề nghị cơ quan có thẩm quyền cần có giải pháp xử lý khi nhu cầu đăng kiểm của người dân dịp cuối năm đang tăng cao. Trên báo Tuổi Trẻ có bài đăng kiểm kẹt cứng, người dân kiến nghị cho gia hạn. Thế nhưng mới đây liên quan đến kiến nghị gia hạn đăng kiểm, trả lời báo Vietnamnet, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Tô An cho biết tất cả các điều luật đưa ra đều loại trừ yếu tố chiến tranh và dịch bệnh. Vấn đề quá tải, ùn tắc thời gian vừa qua không xảy ra trong bối cảnh chiến tranh và dịch bệnh. Để triển khai một chủ trương, chính sách phải có cơ sở pháp lý. Để không phải chờ đợi lâu, ông Tô An khuyến cáo chủ phương tiện chủ động xem thời hạn kiểm định xe. Nếu tiện đường về quê, đi công tác, du lịch thì có thể đưa xe vào trung tâm đăng kiểm ở bất kỳ tỉnh, thành phố nào để kiểm định. Việc này giúp người dân vẫn đảm bảo đăng kiểm đúng thời hạn, không phải chờ đợi mà giảm tải cho các trung tâm tại thành phố lớn. Trên báo Người Lao Động có bài viết chậm một chút trước khi like, share. Bài viết nhấn mạnh cần xử lý hình sự người phát tán thông tin thất thiệt trên mạng xã hội. Nếu chỉ xử lý hành chính rồi phạt tiền sẽ không đủ sức răn đe và phòng ngừa. Điều này liên quan đến thông tin sai sự thật, cho rằng sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, HUBLIC, đang học giáo dục quốc phòng an ninh tại trường quân sự quân khu 7 bị xâm hại. Bản chất vụ việc xảy ra rất bình thường, nhưng qua lan truyền trên mạng xã hội, thông tin được đẩy lên mức đặc biệt nghiêm trọng. Gần đây thì người ta hay nói, ngày trước lên mạng xã hội để có kiến thức, còn ngày nay thì phải có kiến thức mới lên mạng xã hội. Một nửa chiếc bánh mì vẫn là chiếc bánh mì, nhưng một nửa sự thật trên mạng xã hội rất có thể lại là sự giả dối. Cảnh giác trước những thông tin xấu độc trên mạng xã hội, dàn dựng nữa thì không bao giờ là thừa, bởi quyền bấm nút like hay là share vẫn là nằm ở chính chúng ta. Công tác cứu hộ bé Hạo Nam ở Đồng Tháp, tối qua Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng cứu hộ lắp đặt xong khung chống tầng 6, hàng khung giữ tạm thời ống vách, cho thực hiện trung hạ 28m cột ván thép để giữ ổn định trụ bê tông trong ống vách. Song song đó, lực lượng cứu hộ dùng cờ laser 18m để phá dỡ ma sát đất khu vực giữa ống vách và 3 trụ bê tông để rút ống vách lên. Trước đó, cần cẩu 80 tấn bất ngờ bị trục trặc ống dẫn dầu. Để đảm bảo quá trình cứu hộ không bị gián đoạn, tổ điều hành đã điều động hai nhóm thợ đến để sửa chữa. Đến nay, dù công tác cứu hộ vẫn được triển khai gấp rút, nhưng do tầng địa chất phức tạp nên việc đưa thi thể của bé Hạo Nam lên mặt đất gặp khó khăn. Tiếp tục việc thanh kiểm tra các trung tâm đăng kiểm, Công an Hà Nội vừa xác định 10 trong số 31 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn nhận hối lộ để bỏ qua nhiều lỗi của xe đến đăng kiểm, thu lợi bất chính là hơn 20 tỷ đồng. Đến nay, Công an thành phố Hà Nội khởi tố 4 vụ án và 18 bị can để làm rõ tội nhận hối lộ, khởi tố 5 vụ việc khác và tạm giữ 57 đối tượng. Trong 9 vụ án có nhiều người là giám đốc, phó giám đốc và nhân viên của trung tâm đăng kiểm. Các trung tâm nhận hối lộ từ 100.000 đồng đến 1.500.000 đồng để bỏ qua các lỗi phổ biến cho phương tiện đến đăng kiểm. Có trung tâm còn sử dụng phần mềm để can thiệp sửa dòng tua, chỉnh ảnh trên máy tính để điều chỉnh chiều cao thành thùng xe hoặc đánh tráo ô tô vào đăng kiểm. Hiện Công an thành phố Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án. Những ngày qua, hình ảnh người giám đốc cùng xếp quà Tết ngay ngắn lên hơn 700 xe máy công nhân lao động được lan truyền trên mạng như lan tỏa thêm yêu thương. Theo xác minh thì những hình ảnh trao quà Tết gây xúc động này đều ở công ty cổ phần đầu tư Thái Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Vâng, dù quà Tết không lớn nhưng mà chừng ấy đó thôi cũng đủ cho công nhân cảm thấy ấm lòng và cảm nhận được sự quan tâm của lãnh đạo công ty. Trong khi công nhân đang làm việc ở nhà máy, thì đích thân ông Trần Duy Khanh, giám đốc nhà máy Đồng Xoài, công ty cổ phần đầu tư Thái Bình chuẩn bị quà Tết tặng người lao động. Những phần quà, thay vì trao tặng như cách truyền thống, thì chính tay ban giám đốc, ban lãnh đạo công ty, công đoàn cơ sở, tự tay lồng vào túi, cẩn thận sắp xếp và cột chắc chắn vào phía sau xe cho người lao động. Mỗi phần quà gồm 18 kg gạo, các nhu yếu phẩm như dầu ăn, nước mắm, bột ngọt.
Thưa quý khán giả, theo quan niệm dân gian, năm mới trong mỗi nhà phải có dưa hấu, loại trái đem lại may mắn cho gia đình. Nhiều người tin rằng dưa hấu là một quẻ bói đầu năm. Nếu có một trái dưa hấu ruột đặc đỏ tươi, mọng nước và ngọt liệm thì báo hiệu một năm mới may mắn. Ngoài ra, đây là loại trái cây có nhiều chất xơ, vitamin bổ sung cho cơ thể trong những ngày bữa cơm nhiều đạm ngày Tết nữa. Và sau thời gian tích cực chăm sóc thì hiện nông dân ở hợp tác xã dưa hấu Việt Gáp, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang chuẩn bị phục vụ thị trường Tết. Phóng viên Thu Thảo có mặt tại ruộng dưa đến kỳ thu hoạch và có những thông tin thêm. Xin mời chị Thu Thảo. Mến chào quý khán giả đang theo dõi Nhịp Sống Ngày Mới. Kính chúc quý khán giả một buổi sáng thật là tốt lành. Kính thưa quý vị, hình ảnh mà quý vị đang nhìn thấy ngay lúc này đó chính là cảnh thu hoạch dưa hấu hết sức là rộn ràng tại hợp tác xã trồng dưa hấu Việt Gáp tại ấp 1 xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Kính thưa quý vị, thì từ sáng sớm thì không khí thu hoạch dưa hấu ở đây diễn ra vô cùng nhộn nhịp. Như quý vị cũng đã thấy trên màn hình ngay lúc này, theo chia sẻ của bà con thì thu hoạch dưa hấu được bắt đầu từ 19 tháng Chạp và dự kiến thì đến ngày 27 Tết thì sẽ kết thúc. Và hiện tại thì hợp tác xã trồng với 4 giống dưa chính gồm là Mặt Trời Đỏ, Lộc Phát, Ruột Chèn và Superman. Và hiện tại thì hợp tác xã trồng dưa hấu Việt Gáp ở Vị Thủy thì có 11 hecta dưa hấu để phục vụ cho thị trường Tết năm nay. Theo chia sẻ của bà con thì năm nay nước lũ ngập sâu và kéo dài nên đã tạo điều kiện cho đất đai màu mỡ, mầm bệnh trong đất cũng hạn chế, và cộng với thời tiết thuận lợi thì theo chia sẻ của bà con Tết này thì bà con trồng dưa trúng mùa mà còn được giá nữa. Kính thưa quý khán giả, xin giới thiệu đến quý khán giả, đây là chú Võ Văn Năng, giám đốc của hợp tác xã trồng dưa hấu Việt Gáp ở huyện Vị Thủy. Dạ, con chào chú ạ. Dạ, thưa chú, thì sáng nay có mặt cùng với bà con ở hợp tác xã mình thu hoạch dưa hấu, con cảm nhận được bầu không khí vô cùng rộn ràng luôn. Dạ, thưa chú, thì sáng nay thì bà con của mình sẽ chủ yếu là thu hoạch cái giống dưa nào là chính hả chú? Dưa bữa nay là bé dưa Mặt Trời Đỏ, dưa không hạt Mặt Trời Đỏ. Dạ. Nhưng đó là trồng số lượng lớn hơn, nhiều hơn hết. Dạ, thưa chú, thì hôm nay có rất là nhiều sương mù luôn, và đặc biệt thì những ngày qua thì cũng ảnh hưởng của mưa nữa. Như vậy thì tác động nhiều gì đến cái chất lượng của dưa hấu không chú? Thì nói chung là ở đây là bị dính hết có hai đám mưa hai ngày. Nhưng mưa thì nó cũng có ảnh hưởng đó, mà nhưng mà nó không đến đổi, bởi vì nó có mấy phần trăm nứt hả? Mưa thì nó phải nứt, có nứt đó. Nó cũng có hư hao mà khoảng 5% à. Dạ. Thì nó cũng không có thất thoát, không có bao nhiêu. Mà nhờ cái năm nay là giá dưa cao rồi, công ty, hợp đồng công ty người ta lấy là lấy hết dưa luôn. Không, mình giao đây là coi như là không đủ dưa cho cái dạ. Hai công ty lớn nó lấy nữa, công ty là tập đoàn Lộc Trời với công ty tiêu thụ nông sản ở Đồng Tháp. Dạ. Nó lấy đó. Dạ. Năm nay thì giá được công ty mua tại ruộng là bao nhiêu hả chú? Công ty mua tại ruộng thì giá dưa Lộc Phát thì 16, dưa Mặt Trời Đỏ 15. Hai giá đó, còn dưa Superman thì 13. Dạ. So với năm rồi thì mức giá này nó có cao hơn không ạ? Cao hơn, năm rồi 12, rồi Lộc Phát thì 14, rồi năm nay nó tăng lên. Dạ. Năm nay bị chung nó đúng là nói chung là dưa thì nó nước ngập kéo dài lâu đó, ít trồng dưa nó có giá, với thêm cái nữa là mình hợp đồng với cái công ty này lâu năm rồi, 4-5 năm rồi. Dạ. Thành ra người ta ăn dưa ngon rồi, người ta cứ công ty người ta tự người ta tăng lên cho mình. Dạ. Vì người ta đóng thùng đi tới Hà Nội luôn, ở Sài Gòn rồi tới Hà Nội luôn, dưa Mặt Trời Đỏ này nè. Dạ thưa chú, thì để giữ được chỉ tính cũng như là giữ chân được các doanh nghiệp thì trong thời gian qua hợp tác xã đã có cái quy trình sản xuất sạch như thế nào, an toàn như thế nào để đáp ứng được cái yêu cầu của các doanh nghiệp cũng như là phục vụ cho người tiêu dùng ạ? Thì nói chung là bây giờ hợp tác xã là xài theo kiểu công nghệ cao, xài thuốc sinh học không, bây giờ có gắn camera mày ruộng đó, của công nghệ cao của tỉnh Hậu Giang gắn đó, gắn trực tiếp để theo dõi là dưa lớn từng ngày từng trái, rồi là phun thuốc gì gì là công nghệ cao người ta có nắm hết, đằng này cũng có thực hiện theo cái đó, theo cái sự tập huấn cái hướng dẫn của là cái công nghệ cao đó, là có gắn camera trực tiếp, thành ra xài thuốc sinh học không. Dạ thưa chú, thì con thấy là những cái quả dưa ở đây nhìn rất là đẹp luôn. Dạ chú ơi, chú có thể sẽ mời con một miếng được không chú? Dạ, đây là giống như Mặt Trời Đỏ hả chú? Rồi, giống như Mặt Trời Đỏ. Dạ chú ơi, thì
để mà cây, dạ dạ chú, dạ chú bỏ đi dạ. Wow, nhìn rất là đỏ luôn. Dạ. Ngon dữ dạ. Lắm, không hạt đó. Dạ. Chú ơi, là nhân cái buổi là trực tiếp ngày hôm nay á, chú có thể chia sẻ với con cũng như là quý khán giả là làm thế nào mà mình có thể chọn được cái quả dưa ngon cho ngày thì, Tết ạ? À? Đúng rồi, lần này trồng dưa ngon là coi như hợp tác xã này là bán cao cỡ nào cao mà người ta cũng tập trung vô đây mua. Dạ. Mà cái ngoài bán cho nổi người ta không mua. Bây giờ này dưa này nè, bây giờ mình mới cắt thì nó sẽ liền, nó còn cái này hang mà mình để cách đêm nó lên mặt luôn. Dạ. Nó tăng độ đường nữa. Nó lên mặt cái vỏ nó mỏng mỏng tan hà, mà mình mới cắt thì cái vỏ thấy gồm vậy nó để cách đêm. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là mình muốn làm cho dưa này ngon ngọt ăn chưng để lâu á. Ví dụ là mình không có tưới nước. Nó mình chảy bằng phụ sụp với mé dưới đó, rồi tự nước nó hút lên, nay trời nắng nó hút lên đây rồi là tối nó dịu lại thì mà hột nước mùa xương nó gõ xuống màng phủ đó, nó gõ xuống gốc dưa là đủ một dưa sống. Chứ mình không có tát nước như một lần, mà tát nước một lần là dưa sẽ cả cái nước nó chảy gồng gồng. Cái thứ nhất, cái hai dưa để lâu không được, mà dưa nó ăn hơi chua nó lạc nữa. Còn này bây giờ xài hồi tưới nước hồi mà mới trồng dưa đó, mấy ngày đầu đó, từ ngày lễ đầu rồi từ đó sau là tự nó sống lên nó luôn. Nó không có tưới nước thành ra dưa nó ngon nó ngọt để lâu được vậy đó. Dạ con cảm ơn chú ạ. Với những chia sẻ của chú thì trong buổi sáng ngày hôm nay con rất là vui khi biết được là bà con trồng dưa hấu của mình năm nay đón Tết vui vẻ, được mùa được giá. Kính thưa quý khán giả, thì được biết thì năm nay Hậu Giang xuống giống gần 500 hecta dưa hấu tập trung ở huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp và huyện Vị Thủy. Thì theo ghi nhận của chung thì các mặt giá nông sản năm nay tăng 30% so với năm ngoái, và đây cũng là niềm vui cho nhà nông sau mấy tháng ròng rã miệt mài chăm sóc. Kính thưa quý vị, thông tin về dưa hấu Tết thì sẽ được tiếp tục cập nhật trong các bản tin của truyền hình Hậu Giang cũng như là trên các hạ tầng mạng xã hội của truyền hình Hậu Giang. Kính mời quý khán giả theo dõi. Và đến đây thì Thu Thảo xin gửi lời cảm ơn và xin chúc quý vị một buổi sáng thật là tốt lành. Vâng ạ, tạm biệt phóng viên Thu Thảo và chú Giỏi Chăn Năng. Xin chúc cho chú và bà con có một vụ dưa Tết thắng lợi. Nghe chia sẻ vừa rồi thì chúng tôi cũng vui lây và kỳ vọng là giá dưa sẽ vẫn giữ mức cao để bà con có thêm điều kiện đón Tết sung túc. Những ngày này, các hộ dân trồng hoa Tết ở thủ phủ Hoa Cúc, Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đang tất bật giao những chậu hoa cho thương lái cung ứng ra thị trường. 90% hoa cúc ở đây đều được thương lái đặt mua hết, tuy nhiên thì chi phí tăng cao nên người trồng có lợi ích. Ủy ban Nhân dân phường Ninh Giang cho biết, vụ hoa cúc Tết năm nay tổng số lượng trồng trên toàn phường khoảng 45.000 chậu, trong đó phần lớn là hoa cúc đại đoá. Còn lại số ít là hoa cúc pha lê. Tuy nhiên số lượng năm nay có tăng, vẫn còn thấp hơn nhiều so với những năm trước. Năm nay hoa cúc pha lê hút hàng nhưng không có hoa để bán, còn hoa cúc đại đoá của làng thì cũng tiêu thụ tốt. Dù những ngày tháng chạp, mưa nhiều ảnh hưởng đến việc vận chuyển hoa, nhưng năm nay hoa của làng được xuất bán sớm hơn mọi năm. Ngay từ mùng 10 tháng chạp âm lịch, có những chuyến xe đầu tiên trời làng mang theo những chậu hoa cúc vàng đi tiêu thụ các nơi. Những ngày cận Tết, các chuyến xe nối đuôi nhau rời làng, hoa cúc của làng được đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk,